Dạ xin kính chào tất cả các quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em ạ. Nay em quay và đăng tải lên một lô đất cà phê và sầu riêng có diện tích là 1 hecta. Và đây em đang đứng ngay ở cái đầu đường đấy ạ, để em giới thiệu về đường đi nối lại. Và đây con đường dầu, con đường này là con đường liên thôn nhá. Từ vị trí này chúng ta ra tới đường cách mạng nối dài cũng như là đường liên xã là bán kính trong vòng khoảng 2,5 cây số đổ lại. Và ra tới ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ thì khoảng 3 cây số thôi. Đấy. Và ra tới ủy ban dân huyện Chư Sê thì bán kính khoảng 7 cây số đổ lại thôi. Và đây cũng là con đường dầu, em đang đứng ngay ở cái ngã ba nhá. Và con này, con đường đây là cũng là con đường thông để chúng ta về tới thành phố Bà Rịa Gia Lai thì khoảng 40 cây số. Và đây bắt đầu là em đứng cái ngã ba, bắt đầu em tiến chân vào cái vườn của chúng ta đây ạ. Đây cũng là con đường dầu nhá. Đường dầu đi vào tới vườn luôn. Gia chủ đang có nhu cầu bán để trả lại ngân hàng nhá. Một lô đất này giá rất hợp lý luôn. Đó. Khu dân cư nhá. Đó. Ở đây là khu dân cư, tí em sẽ bay lại cam vào đây. Ngay nhà đầu tiên đây là để đi vào cái vườn của chúng ta là có cái nhà hàng xóm đây ạ. Đấy, và đất của chúng ta bắt đầu tới đây là hết cái đường dầu. Đó. Quý vị anh chị thấy ạ, tưởng tượng ra chưa ạ? Bắt đầu đi vào đây, con đường đấy rất rộng, ô tô vào tới vườn. Và điều đặc biệt lô đất của chúng ta là có điện này, có giếng này, có nhà này. Đấy. Và bên dưới lô đất chúng ta là view ruộng lúa nhá, rất đẹp. Cà phê tơ, cà phê kinh doanh đều có hết. Và đây bắt đầu vào cái căn nhà của chúng ta, cái vườn chúng ta đây ạ. Lô đất chúng ta có mặt đường đây trên dưới khoảng cỡ tầm 60 mét mặt đường đất nhá. Đây ạ, đã được gia chủ rào ấy, thém gai. Đây dọc vào đây cũng có dân ở trong đó luôn. Đấy, và đây có một căn nhà, căn nhà này thì chúng ta chỉ ở tạm thôi nhá. Căn nhà xây nhưng mà chúng ta chỉ ở tạm thôi, cửa sắt đồng hòa. Rồi, căn nhà tuy vậy thôi nhưng mà chúng ta về ở, chúng ta có đầy đủ công trình nhá. Tức là có công trình phụ như là bếp núc rồi thì phòng ngủ đầy đủ. Và đây, gia chủ thì có giếng đây ạ. Giếng ở trong cái phòng này. Và lắp hệ thống ống thì đi toàn bộ vườn đây nhá. Đó, ống này. Tưới bằng béc tự động. Và đây trồng được khoảng cỡ tầm trên dưới 150 cây sầu riêng Thái nhá, được mới trồng cách đây khoảng 2 tháng này thôi ạ. Xen canh cà phê tơ. Đó. Cà phê tơ này được khoảng 500 cây, còn đâu 500 cây cà phê kinh doanh ở phía bên đây. Đó, quý anh chị thấy cái vườn rất đẹp nhá. Đây hiện tại gia chủ đang trồng trên dưới 200 gốc chanh dây đây ạ. Đó này, chúng ta về chúng ta chỉ việc chăm sóc thôi là có thể là khoảng vài tháng nữa thôi là chúng ta có thu cái chanh dây này. Làm giàn đầy đủ nhá. Và đó, cái vườn của chúng ta là ôm view ruộng lúa vùng quanh luôn. Đó, ruộng lúa đó ạ. Rất thoáng, rất đẹp. Đất bằng như sân bóng luôn. Đây ạ, 500 cây cà phê tơ nhá. 150 cây sầu riêng vừa được trồng cách đây mấy tháng thôi. Đây có trên dưới khoảng cỡ vừa mít Thái vừa cây nhãn đây thì khoảng cỡ 20 cây. Đây là nhãn. Đấy, hệ thống nước gia chủ làm để tưới sầu riêng và chanh dây. Và đây ạ, cà phê già thì ở trên đây. Cà phê này thì nói chung là cũng lớn tuổi rồi, gia chủ mới ghép chồi lên đây ạ. 500 cây cà phê già đấy nhá. Cà này thì gia chủ cũng tưới nước ra hoa hết rồi, ra trái hết rồi. Chúng ta về chỉ việc chăm sóc bỏ phân thôi. Nói một lô đất vuông đẹp, có mặt đường 60-70 mét đất mặt đường. Đó, cà phê tơ đây gia chủ ghép chồi đây ạ. Đó. Tổng diện tích 1 hecta, 150 cây sầu riêng nhỏ và trên dưới 1.000 cây cà phê. Gia chủ đang đưa ra cái giá để bán nhá. À, chỉ có 720 triệu thôi. 720 triệu còn gia lộc nhẹ. Đấy, đưa ra cái giá để bán nhá. Có cả cây xoài, cây mít, cây nhãn. Một lô đất ngay khu dân cư đưa ra cái giá quá hợp lý luôn. Với cái giá cả cà phê bữa nay thì quý anh chị cũng đã biết rồi.
Đó, để em nhắc lại trên dưới 200 gốc chanh dây nhá, làm dàn sẵn rồi, chúng ta chỉ việc chăm sóc ống nước đầy đủ. Rồi, mọi thông tin chi tiết liên hệ ngay cho em số điện thoại trên màn hình là 0975582442. Em sẽ tư vấn kỹ hơn ạ. Rồi, mọi bà con, cô dì chú bác nào chúng ta có nhu cầu mua tất cả các quỹ đất và nhà ở tại tỉnh Gia Lai, em sẽ có rất nhiều, còn nhiều quỹ đất để em quay và giới thiệu cho quý vị, quý anh chị ạ. Cứ liên hệ cho em tất cả các quỹ đất nhá. Quỹ nào em cũng có, bà con gửi em bán rất nhiều, giá cả hợp lý. Rồi bây giờ xin mời theo dõi live cam để biết khu dân cư và cái lô đất của chúng ta nó tiện ích, nó thuận lợi như thế nào ạ, và đẹp ra sao. Chúng ta quan sát trên không, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và em sẽ đưa quý anh chị về đây trực tiếp xem vườn, gặp chủ nhà đó, để chúng ta giao dịch thương lượng mua bán ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh vị ở những video tiếp theo ạ.